Thưa quý vị, năm 2020, tuy ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn, nhưng thành phố Đà Nẵng vẫn dành một phần ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với gần 370 tỷ đồng vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương, Đà Nẵng là một trong ba địa phương có số vốn ủy thác lớn nhất cả nước trong năm 2020. Với sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Chị Võ Thị Xuân Lan tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, năm nay xuống 2.000 chậu cúc cho mùa Tết Tân Sửu. Để đầu tư cho vụ hoa Tết, hộ chị đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hòa Vang cho vay 50 triệu đồng để làm vốn. Nếu bán hết số hoa này, doanh thu có thể lên đến 200 triệu đồng. Giờ đầu là 50 triệu đấy, là vay trả 5 năm, trong vòng 5 năm. Là một năm như sang thu hoạch này rồi mình sẽ trả ít. Trả ít mà rồi trả tiền hàng tháng là mình trả tiền lẻ. Rồi trong sai vàng 5 năm nữa là mình trả hết rồi là vay lẻ. Để đầu tư cho vườn lan này, hộ chị Nguyễn Thị Thu Hiền, phường Hoa Xuân, quận Cẩm Lệ cũng vay vốn từ nguồn tín dụng chính sách xã hội thành phố với số vốn 50 triệu đồng, kịp bắt đầu cho mùa lan Tết đầu tiên. Tụi em đã vay được bên ngân hàng chính sách là được 50 triệu, cộng với lại quỹ hỗ trợ nông dân là 30 triệu. Thì về tụi em đầu tư cây giống để mà bổ sung vô cái vườn. Hiện nay thì nói về lời thì khoảng gấp đôi so với là tụi em vay hồi thời gian trước là 80 triệu. Đến cuối năm 2020, Đà Nẵng có 70.812 khách hàng còn dư nợ với tổng dư nợ 2.861 tỷ đồng. Riêng năm 2020, giải ngân trên 464 tỷ đồng. Tín dụng chính sách tăng trưởng gần 20% thay vì 12% như kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm gần 45%. Bước qua năm 2021, ngay những ngày đầu năm mới, thành phố đã ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội 50 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn quay vòng, ngân hàng đã giải ngân hơn 120 tỷ đồng chỉ trong tháng 1 năm 2021. Ủy ban Nhân dân thành phố là ngay từ đầu năm cũng đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách số tiền là 50 tỷ. Và quận Liên Chiểu cũng ngay từ đầu năm cũng ủy thác qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách quận được 2 tỷ để cho bà con được tiếp cận nguồn vốn. Kế hoạch vốn của năm 2021 thì thành phố đã dự kiến và đã được Hội đồng Nhân dân thông qua là 100 tỷ. Như vậy là năm nay có thấp hơn so với các năm. Thì cái này thì chúng tôi cũng tiếp tục cùng với ban đại diện vừa rồi cũng đã có văn bản gửi ra Ngân hàng Chính sách Trung ương và sẽ tiếp tục thực hiện cái đối ứng. Nếu như thành phố có ủy thác hơn cái số tiền 100 tỷ thì Trung ương cũng đã chấp thuận là sẽ thực hiện công tác đối ứng để tăng nguồn lực cho thành phố, cho bà con được tiếp cận nguồn vốn này. Năm 2021, với diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, Ngân hàng Chính sách Xã hội xác định luôn đồng hành, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách vượt khó trong đại dịch khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối thiểu 12%, ngân hàng tiếp tục huy động các nguồn vốn, trong đó đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách các địa phương, huy động tiền gửi từ các tổ chức cá nhân trên thị trường, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố.